cái chỗ mà bức cái thu học phí. Thu học phí đóng cả cái trường á. Thì tôi cũng thấy băn khoăn hai cái. Một là với hiện nay vừa rồi mới có một cái thống kê về cái số học sinh bỏ học. Cái số học sinh bỏ học đi kèm theo đó nữa, đó là cái sức ép của cái chuyện là có những nơi người ta thấy rằng là đại học học xong còn chẳng có việc, thì học cấp 1, cấp 2 là thậm chí có đến học cấp 1 xong rồi cấp 2, cấp 3 là bỏ luôn. Đó là đang nói ở cái chỗ là chúng ta chưa tăng thu thêm cái tỷ lệ học sinh bỏ học rất là lớn. Đặc biệt ở cái khu vực miền núi, hay là cái vùng bảy ngáng, hay là cái vùng vẽ biển. Thế bây giờ lần đến một lúc mà tăng ở cái cấp ở mức trung học cơ sở là 50-60%, và phổ thông trung học là từ 55-50%. Thì tôi thấy là cái mức tăng thế này nó thật là hơi đột ngột. Nếu mà mức tăng để điều chỉnh thế này thì đề nghị là tăng cái mục tờ trình là cũng phải nói phải để đưa ra một cái lộ trình. Ở đấy trong tờ trình rồi thì trong cái báo cáo giải trình còn nói rằng là sẽ thu học phí ở bốn cái vùng, theo bốn cái vùng như thế này. Cụ thể thế nào thì mới tính toán nói là cái mức mấy phần trăm của lương này các thứ là chưa nêu, nhưng mà tôi cho rằng là cái mức này là mức hơi đột ngột. Có thể là nó có một cái lồ kinh tắm như thế nào, có những cái em vào cái thời điểm khó khăn như thế này, trong cái bối cảnh công ăn việc làm của mà số đông vẫn là số con em nông dân là nhiều người không có thu nhập, không có lương. Và có lần khi mà họp hội nghị giao bán của đảng đã nắm thông tin đâu, nhưng nhiều cán bộ đảng viên đề nghị là có lẽ phải quay trở lại cái thời thu tiền xây dựng trường từ hồi xưa đi, đờ loàn thu ra. Chứ bây giờ thực ra nó cứ nói xã hội hóa, nó cứ nói tư nguyên, nhưng mà thứ với các vị là không có tư nguyên đâu. Ấn định một cái thế cô giáo kêu trời lên vì cái chuyện nên bây giờ phải đi thu, không thu nhung được. Mà phụ huynh nào có phải cái số để thu một cái khối lớn đông không có tiền thu, mà thu thêm tiền học phí từ đầu năm mà ít nhất là cũng 200.000, nơi nào như ở thành phố đấy có nơi là gần triệu đấy. Thế thì cái tiền này với cái tiền như ở đấy mà bên Sở Giáo dục Đào tạo và cũng chỉ có báo cáo là dự kiến 60% còn lại trong cái tăng thu học phí này để chi cho những cái mục này, thì tôi phải nói là nó cũng ngập ăn.